chào cả nhà. Lại là nhóm người nhà quê đây. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi một đắng nha. Hôm nay một ngày cũng không đẹp trời lắm các bạn. Vừa mới mưa xong cho nên là anh em quyết định tranh thủ đi một đắng để ngày mai mình làm một lỗi nha. Bây giờ thì theo chân anh em tụi mình thôi. Chào cả nhà nha, mình đã tới điểm mỏ ốc đắng rồi nha. Đâu mới lội xuống thôi nha cả nhà. Đó, thấy ốc đắng nó bu không? Quá tệ luôn nè. Đó. Đó đã luôn. Cái bự đã lội xuống. Mới mưa xong, nước hơi đầy cả nhà, nhưng mà ở trong mấy bờ nó còn cạn. Thêm bạn Toàn đẹp trai xuống nữa nha. Không gỡ luôn ngọc. Liên lên nó gớt sao? Một đắng mà cũng đeo khẩu trang nữa. Dịch mà trời, corona. Ê, sao mà da giữa bơi rồi trời? Nói con mốc nè. Bơi không? Cả đó không nhiều người ngon lắm. Quê tụi mình thì ở Bến Tre nha cả nhà. Hiện tại thì hôm nay là ngày 18 tây tháng 7. Ngày mai là ngày 19 tây tháng 7. Mai là vô chỉ thị 16. Ngày mai toàn miền Tây, 16 tỉnh miền Tây vô chỉ thị 16 rồi, cho nên là bữa nay anh em tranh thủ, dù mưa gió cũng tranh thủ đi một đắng nha. Ngày mai là ở nhà hết rồi. Ê, cái nhiều lắm nha. Mưa này nó lặn ở dưới á. Cởi áo được không? Được. Cởi áo ra đi. Ê, em đạp cái chân nha. Có xăm mình không? Tại ngồi luôn. Bích người. Cả luôn đi đưa đây. Đi bên đó à. Xăm hai cái vú chà bá luôn. Trời. Đó, chạy queo em nói nó chạy lắm. Mấy cây đứng lên nó tiếng. Ôi tụi. Dễ. Chia sẻ với cả nhà lần này nè, nước đã đầy rồi, hai bạn này với bạn này nó xuống là nước dâng lên khúc nữa nha cả nhà. Ôi, em nắm được một nạm luôn. Hai nãy giờ mấy nạm lên nè. Nguyên nạm luôn mà, thao có bao nhiêu đó đó. Nãy giờ là nè, hồi nãy giờ hai không có nhiêu mà nhiêu đây nè. Nạm luôn. Bự không? Bự thao. Ốc bự không á. Ôi con này nó bự nè. Bự lắm ngay cả nhà. Bằng con cái mình luôn á. Nước này sạch ấy quá ta. Ốc nè. Sạch cho lỗi lên đây quá. Ốc cát mà. Lửa ốc bự. Bự bằng ghế luôn. Cái gì vậy? Ốc gì vậy đâu. Có gì vui không? Đưa ai nói cái thao đi. Vô lấy cho Nhiêm ăn cái thao nữa ha. À, mình nay mình có khán giả nữa nha cả nhà. Nhà ngoại của bạn này nè. Chỗ này là nhà ngoại của bạn bự này nha. Tên Ngọc. Ai cần số Zalo liên hệ mình nha.
Facebook mình để dưới phần mô tả nha cả nhà. Cái bụng to nha, single mom. Single mom. Anh single mom là gái một con á hả? Ừ. Single mom là mẹ đơn thân. Cái con tao mọn mắt á. Thôi ghê không? Con ngồi đi tiếng à. Ngồi đi cơ. Người thao đó thôi đủ rồi. Mới cái mình làm cái dĩa gỗ nhỏ nhỏ ha. Chút xíu đi dưới rồi hái luôn. Cũng đặc sản miền Tây nha cả nhà. Cái cây đằng xa xa kia đó là cây bình bát. Một xíu mình xé mình lại mình quay nha. Miễn cầu Tây. Gì miễn? Mãng cầu. Cho cả nhà xem cái này. Không quá tài luôn cả nhà ơi. Siêu khủng. Bạn tiếng là mà siêu khủng vậy không? Im lại đây. Đó dụng này. Mình đãi đây đúng được nè. Ờ rớt. Rớt tình bạn. Cũng bị không luôn á trời. Này là lấy hết luôn á, bỏ con nào đâu. Canh vợ trà thôi cũng đủ nữa. Khỏi mò ha. Bữa cha tính bỏ trà. Nồi chưa? Còn toàn có lùi tui cái nắng. Rồi dục xuống nuôi đi tiếp. Đúng rồi, dục xuống để mốt lên mà tiếp. Để dục xét bà cho dễ mò. Tìm mấy nè, bỏ thông đi. Bỏ tháo. Dạ, đau không? Không. Ai đó mình bán cái Ngọc? Mình bán hả? Ai đó mình bán? Ờ, zoom lên cho cả nhà thấy đây mình bán. Đó. Miếng cầu Tây. Ê, có thấy cái gì kìa. Đâu? Ai thấy cái gì không? Ừ. Chưa chết. Nhưng mà A few moments later. Nhiều không? Ai, tiền. Ờ, đi mò ốc lần theo tiền. Cho coi mình quá coi. Toàn cá mập không. Cái mương nhỏ vậy mà toàn là cá mập không nha. Dạ. Đủ vậy. Đâu anh Tiến? Tiến là nhiều nhất luôn á. Đôi khi mình tới bình bát nữa.
Nó rồi hả? Ừ, rồi. Ghê không? Nãy giờ cũng được một thao đầy rồi này cả nhà. Hy vọng cũng được một tô nhỏ nhỏ ha. Rồi bây giờ anh em về thôi. Về tới nhà rồi nha cả nhà. Rửa sơ hả? Mấy anh em kia đi tắm hết rồi nha. Giờ mình chịu trách nhiệm là ngâm ốc. Trong hồ cá đó cũng có nhiều lắm. Mời lượng mới. Rồng cái gà này thu luôn rồi. Ôi trời ơi, nó bự ghê. Bây giờ mình sẽ cắt ớt ra mình ngâm nó nha cả nhà. Cho nó cay á, nó nhả mới sình ra. Này có nước cơm ngon ha. Nước cơm vô á. Chút em về tổng em nấu cơm, coi, nấu cơm lần nữa rồi em đem ra chứ. Cơm chiều cũng nấu mẹ rồi. Ý hay. Xin lỗi mày nha. Tao bắt tao chỉ ăn mày thôi chứ tao không làm gì mày. Tao bắt cho mấy chị tao ăn chứ tao cũng không ăn. Rồi giờ cắt xong rồi nè, hai lấy tay thuận cho hai. Tại bữa hổm cắt ốc ra ốc kia rồi. Thì không có giờ cắt. Ngày trời luôn á, không hết cay á. Cắt xong rồi hai lấy tay thuận vô hay quậy. Ê hồi sáng em ra ngoài nội á, cái bà nội cho em mấy tái ớt mà cái tái nó màu tím á, trời ơi nó cay bà nội luôn. Cay xé gió luôn á. Nó ức chùm gì đó. Trời ơi. Rồi vô. Rồi. Rồi để đây đi, tối nay quất đám mưa cái là nó đầy ốc rồi, rồi sáng ngày mai ra đây lụm. Tại đem vô bà ơi. Mình ngâm 12 tiếng rồi cả nhà. Ngày mai rồi sẽ xử lý nó. Xin mình ngưng video chỗ này ha. Cả nhà đừng rời màn hình nha, mình sẽ quay lại ngay. 2000 years later. Rồi chào cả nhà nha. Đây là cái thao ốc mà mình ngâm được một đêm rồi nè cả nhà. Sạch sẽ lắm luôn. Ngâm ớt xong rồi ngâm nước cơm vo nữa. Bây giờ mình sẽ đi luộc nha. Luộc. Bạn đó, bạn đi lọc cho mình tới vô. Biết. Nhâm, nhâm coi. Để lon đi cơm nha. Đùi, cái tay quá dưa lên con mắt đỏ lắm ta rồi. Sáng rồi ông ơi, ta ngâm nước cơm nè. Lọt bây giờ đi làm bè cũng vậy. Chế thầm đi nè. Giờ mà ngồi cao đau với tại. Dừng bánh tè, lập dừa chiên nghiệp cho. Làm gì? Hai. Daddy single. Hai. Sugar daddy. Cái này mà hai á, muốn chuyên nghiệp á là phải lấy răng cắn ra á mới gọi là chuyên nghiệp. Thôi. Đâu có điên dữ vậy. Đúng rồi. Đi luộc ốc kìa. Mấy cái đầu ốc nó vừa nó ghê. Không, không lấy cái thao mình đổ cho nhau đâu. Ờ. Hốc từng nắm chị mới. Không manh dễ sợ. Rồi. Sao nữa hả? Đấy, đấy. Như trong nhà không ơi. Đúng rồi mấy. Ơi còn bình nhỏ sao đâu. Rồi sang. Nâu không? Ê mình chỉ giới thiệu cho cả nhà cái căn chòi của mình nha. Căn chòi mình với mình quay clip nè. Có xè nước nè. Đập dưa kia. Không có cái ấy luôn á. Không có cái nắp luôn á.
mình có cái kệ đây nè. Đây nắp đi. Chỗ này mình sẽ để hai cái bếp nha cả nhà. Có hai cái bếp đó luôn. Nắp đi. Cổ mình để đây. Có xanh chén nữa nè. Đây đựng đầu nêm nha cả nhà. Đường, muối, tiêu, bột ngọt rồi mình để vào đó. Đập đều nha. Ồ, đập trái dừa ra có cái mận rồi. Ai nào vừa là được ăn cái mọng. Em được ăn cái mọng, Phước ăn cái mọng Phước được. Dừng đó. Tôi đang làm tí chứ tôi cầm có cái nào nhỏ nhỏ hơn chứ không? Cho nó nằm ở dưới. À đó. Ghế ghế lại. Chắc là làm sao đây? Chăm vô. Phước con vô kêu gì ba lấy cái dao sao cắt chuối. Cái dao. Kêu gì ba? Gì ba làm nhạc quá không? Chưa xong mà mới làm xong. Cái nóng gì chảy? Nước. Cái nóng không cho chảy hả? Chảy không đủ à, cái dĩa nhỏ. Lấy bắp cải thôi mà. Mà không biết chút lễ áo qua nhiều không? Đâu nhiều không? Nó cũng được, không đến nỗi. Có nặng tắt vô rồi phải không? À. Để nó không bị đen. Vậy chứ nó cũng đen hả? Chín rồi. Có quá giật cùi đâu không? Mày đắp rồi chưa? Đắp rồi nè. Chín rồi bà. Vậy đổ rồi, đổ đi mình lễ. Gì ơi mày? Lấy cái thau. Toàn lấy gỗ thử cái toàn. Nè 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 nè. Có nước nữa mà. Thì có nước nè, mới đổ kê vô thau. Nhà nghèo tới nỗi mới sơ cất được cái chầu chưa mua được hai cái nồi dĩa nhấc bếp. Nhấc bếp. Chưa mua được cái này. Chưa mua được cái củi luôn. Anh một bự mới vô. Ơi sao xanh nó được nhiều quá sao á. Đen quá à. Bắp, hai bắp, hai bắp bạn nhỏ đi bắp được. Kiếm thêm cái hộp chuối nữa đi. Đó hai bắp giờ đi phải không? Ừ. Nhà tím ơi. Đi hành nghề. Cháu hiểu nó vậy nè. Tao cháu hiểu sao? Cái hiểu sao? Dạ. Cái hiểu vậy nè. Là đi vô kiểu tẩm không? Ừ. Đưa dao. Vậy để nấu biết được chửi đâu. Cái gì ngồi dám nữa. Để nó nguội. Biết làm gì nữa không? Lấy áp. Mình chế nước sơ cho nó nguội nghe cả nhà. Với lại nó lạnh lại, nó teo lại, cái mình dễ lại nguyên con ra. Cái sàn nước mới cán sáng luôn á, giờ xài luôn. Thử nghiệm. Vậy mới có cái để sửa chứ dịch người. Có gì đâu rồi. Phước nào? Có việc làm. Nè con. Rồi bây giờ bé Ngọc mini dắt nước cốt dừa nha. Nghe tên mini. Mini nhất nhóm đó, giỡn hoài. Đừng nhắc cái tên nha Ngọc. Cái này đổi tên nhóm lại với Ngọc Mini. Ngọc Mini. Biết sao em chế nước ấm vô? Quay nè, cái thừa, cái cốt.
hay nước nóng nó gà. Nước nóng nó gà tốt. Tao không chạy lên hay đạt lên vô bắt đầu. Đó. Cưng ghê. Sáng nay xe chạy ngoài đường vẫn có xe mà ít xe. Giờ không có luôn á. Có. Hồi nãy đi là không có, hồi nãy đi vắng que luôn á, vắng que luôn á. Ốc mập. Coi cái mày luôn Phước để mà đây nè. Cái tay quá. Cho một chén nước mắm xả rồi hả? Cho một chén nước mắm xả rồi. Gì ba lấy cho cái hai, hả? Hai bà nhỏ đi hai bác chú về rồi nha. Để vô phụ mình lấy ốc luôn. Cho mau. Ê, chén nước mắm nữa. Đúng rồi. Thiếu chén nước mắm nè. Tình hình sao rồi mấy bạn? Dạ có quay nữa không? Nè đang quay nè. Tưởng không quay thì xuống. Nửa tô rồi mà chưa xin nhê cái gỗ này. Chưa lưng nữa. Nghĩ là cuộc đời mấy anh đi bắt cáo. Bắt cáo mày lớn vậy mà. Nghĩ ăn gì? Qua xin lỗi cho nó. Đúng lựa cực khổ lắm mới được ốc cả đó chứ bộ. Còn nhỏ hơn nữa. Dạ nha. Một hơi là không cho ăn cứt luôn á cho hay ở đó. Cứt gì? Cứt vô. Cứt gì? Học hồi giờ cứt. Cái gì vậy? Là cứt gì mà? Sợ anh Tào gì? Giờ mình giới thiệu với cả nhà nha. Cái kỹ thuật mà thất truyền lâu năm của mình. Có ai biết ăn ốc không? Lợi ốc đắng. Ghê chưa? Lấy ốc đắng luôn hay có kỹ thuật. Nguyên con. Để hai kỹ thuật hai còn dữ hơn. Để chỉ cho không. Không. Hỏi thôi có ai biết ăn ốc không? Em chỉ cho ăn ốc mà. Thôi. Nè. Chúng. Xây. Xong. Bỏ hộp. Hai. Ừ. Nước. Ngon. Ngon á. Ngon á. Biết chưa? Chiều. Dịch tới chiều. Dĩa. 2000 years later. Sau một hồi vất vả, gần nửa tiếng đồng hồ hơn. Gần nửa tiếng đồng hồ mà hơn. Thiệt chứ. Được tô ốc cũng kha khá nha cả nhà. Bự lắm nha. Gần nửa tiếng đồng hồ mà hơn. Thấy buồn mắt không? Mấy con nó nhỏ quá bỏ đi. Hả số ngu vậy? Sát sinh người ta đã rồi bây giờ kêu người ta bỏ đi. Rồi xong. Mấy con đó khó để lắm, bỏ người ta vô nó thụt vô à. Được to được bự rồi nè. Bây giờ mình sẽ thắng cứt. Thắng cứt dừa. Tới chữ cứt đó nó lẹ lẹ đúng không? Cái này cả nhà mình sẽ thắng cho nó xong rồi mình lấy dầu dừa. Còn cái phần còn lại á. Cứt dừa. Đó là cứt dừa. Mình sẽ làm gõ nha. Ủa mà sao tự nhiên anh nhấn mạnh cái chữ cứt đó bây giờ. Ê, lát mình lấy dầu dừa của dầu á, phi hành nè. Dầu dừa này mình xức mặt được không ta? Bye bye.
Lông mà cái phần mà cái phần mình lấy là cái phần đó đó cả nhà. Còn cái kia là phải nước đó nha, cái kia là dầu dừa đó. Mình tháng kỳ nào mà nó đen lại hả? Vàng mà. Vàng mà. Hôm qua là đóng bớt luôn, không làm gì nữa. Đừng có làm gì nè. Phi. Phi lát bỏ vô gỏi nè. Vậy hả? Đó, mình thắng rồi vừa xong rồi giờ mình tận dụng luôn cái chảo. Phi hành tím chút bỏ vô cho nó thơm nha cả nhà. Mình cho cả nhà xem cái gỗ cước dừa nè. Đấy. Thơm lắm nha. Ngon không tiếp? Vô cùng béo luôn. Bóc ăn hay gì vô cùng béo. Dạ, bây giờ mình sẽ chiên bít phồng. Rồi chứa sôi. Sôi rồi, sôi đụng. Bánh phồng khoai đang tím. Ê, chưa sôi là nó bỏ vô nó chạy. Hạt sen, khoai lang tím. Hạt sen là màu trắng hả? Hay đó, hạt sen không biết màu trắng. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa. Con ngồi đó gãi nha, con lại xuống đây ngồi. Cái gì? Yeah. Ừ, đã ta. Ngộ ghê ha. Bị méo nha, bị méo không có xúc được á. Ê, ngộ ghê ha. Tự nhiên bánh phồng cái giờ nó nở ra ngộ ghê. Không ơi đây. Tự nhiên dung nước vô à. Ám sát người ta vậy á. Mặt tiền người ta còn để kiếm thêm thằng chồng nữa rồi tự nhiên. Còn gì hay? Còn tỏi nè. Nhuyễn nha. Còn nhuyễn dữ không? Bỏ cho máy xài hả? À, không, bỏ hỏng vậy. Chưa, chút tốt nha. Rồi, bây giờ mình sẽ xào sơ con ốc lại nha cả nhà. Sao mẹ không chế dầu dừa vô ta? Dầu dừa có người sinh rồi, về cho em bé rồi. À, không có cái mùi nào mà chịu đựng không nổi đâu. Chỉ có cái mùi tỏi là không chịu nổi. 3.000 một muỗng là sốc ruột liền. Trời ơi, một chảo luôn. Có niềm gì thêm không? Chứ bộ. Ừ. Mà tính cũng con ốc con cũng ít nữa. Rồi bây giờ mình tiến hành trộn gỏi nha cả nhà. Đầy đủ nguyên liệu rồi. Không có rau thơm. Có rau kìa. Đó. Đâu? Quế. Có rau thơm đó chứ. Rồi cắt. Tao. Không? Cắt. Cắt. Là đi. Đi ấy rau đi. Rau đậu. Cắt đậu. Thấy quế đó. Cắt ngang. Rồi mần đi là bếp. Không? Nó ra. Đu vậy. Quế bảy quế á. Quế á. Trời, nó không biết quế luôn trời. Có dừa không? Tí mật không? Có. Không sao là vừa ăn không? Vừa không?
bánh xe vậy mà vừa thứ đường không thứ đường thiếu chua nữa xin hủ chua luôn không nè qua đây cắt không á. Mì li kết. Ăn mì dữ lắm không? Mình tắt luôn nha. Đây mình tắt bên đó luôn rồi. Đưa chị Ba Ngọc ra con nữa. Thôi luôn á. Mình đâu có gỗ ra ấy nhá. Miếng mắm rồi. Vô mở tủ lạnh á, tủ lạnh cũ á. Lấy trái tắc, lấy trái chanh. Đi. Tủ lạnh cũ á. Chưa đủ. Mình cắt này nặng luôn ấy. Bế lấy chanh đi bế. Báo giá luôn 15.000 ký luôn. Hôm qua mua 15.000. Hôm qua mình thấy đó. Cà chua 60.000 ký. Cà chua 60. Dưa leo 40 nha cả nhà. Thôi cũng dễ mà. Hỏi xong đi luôn không biết mua. Thơm rồi đó. Hành phi nè. Cho hết hành luôn. Đậu phộng nữa, đậu phộng rồi. Đậu phộng nè, chưa thiếu rồi. Có đậu phộng nữa hả? Có. Trời, đậu tư dưới ta. Cười à, trời ốc nhiều lắm. Tưởng ít mà nhiều ghê. Giờ có nước nào. Sợ ít đó. Cất vô nè. Cất vô. Cất nhà toàn. Cất nhà toàn. Để mở lát có người ăn. Nó lựa cất ăn không mới ghê chứ. Cất gì? Cất gì đâu. Không giận không mà nhà. Không. Rồi. Để lên cái lấy cái ấy rồi bé. Mẹt. Cái mẹt. Chết luôn. Ăn mà chết thôi chị vẫn ăn nha. Thiệt tình luôn chứ. Thử đúng rồi. Phải ăn thêm miếng ốc nữa mới được. Rồi bây giờ mình sẽ ra cái sợi mình ăn nha. Trời ơi, cục cứt rồi kìa. Đâu, chết bà. Cứt gì? Cứt chưa? Trời ơi, béo. Thơm. Để dung dung lên hay? Chưa, từ từ, cho nó đều cám. Ta sắp chất cao lên. Đó, ừ. Còn nó nóng là ốc mà. Được. Ăn này chắc nhức nách chết luôn á. Nhức nách. Hết. Vô đây chứ 1 phút 30 giây à. Chắc vậy đó ớt. Để lên. Như cái núi luôn. Không được không? Để đại hết luôn đi. Hết. Ồ, có đậu phộng nữa nha.
hết sảy. Rồi xong rồi cả nhà, mời cả nhà dùng với anh em tụi mình nha. Gọi ốc đắng. Mời cả nhà dùng nha. Mời cả nhà nha. Mời cô chú. Cũng, 1, 2, 3. Mời cô chú nha. 1. Vô. 1, 2, 3. Vô. Được không? Làm cho cái toàn. Thèm. Thèm. Nãy lấy ốc đông lắm giờ ăn. Mẹ không biết ăn thật, ốc khổ không mà. Mẹ con nghiệp quá. Mẹ cho bắp chuối không á, không ốc. Bắp chuối không á, ăn đây sao ta. Vừa ăn luôn ha. Ừ. Ngon. Ăn như bánh phòng đó lại. Cái này cả nhà muốn chấm thêm nước chấm á, mình làm nước mắm chua ngọt ăn cũng ngon lắm. Con này tụi mình làm vừa ăn luôn, khỏi cần nêm gì nữa. Đó. Ăn ốc không có được mà tại khoái làm vậy cả nhà. Lấy bánh phồng tôm ăn cưng. Thôi em ngồi nhìn mọi người ăn em muốn nước được rồi chứ. Tiếng nó hơi thiếu. Thiếu hả? Còn. Cà đường á. Cà đường. Cà đường. Cà đường có bọt á. Có cần mấy gì không hả? Không. Này mà. Thấy bắt giờ rồi. Món này bắt cạp nó ngon lắm rồi. Bắt cạp. Thấy rồi. Cà đường à. Mời cả nhà nha. Anh mời quá rồi. Ừ. Ăn không kịp thôi. Giờ để quá bậy luôn rồi. Nhớ. Không, thay bố chú em rồi. Cái này chú ăn không. Ốc nhiều á. Đấy, em không thấy ốc nhiều. Cái này ăn mà. Em nói bỏ quá. Ngon chưa? Ngon. Ngon, cười tính sự đau khổ của mẹ mà con cười được luôn hả? Là phá thấy rồi chị ba, rồi chị ba,
Ok, giờ tụi mình xin tạm dừng clip tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay, cho tụi mình xin một like, một share, ủng hộ kênh tụi mình nha. Bye. Bye bye. Ủa còn hai cái rồi đó, nãy kêu một cái mà giờ có hai cái rồi.